khi Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 sẽ khai mạc sau hơn 20 ngày nữa. Ban tổ chức SEA Games 31 vừa ký hợp đồng với nhà sản xuất huy chương cho đại hội để cho ra mắt khoảng hơn 4.000 huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên đạt thành tích cao khi thi đấu. Huy chương SEA Games 31 được đúc bằng hợp chất đồng kẽm, mỗi tấm huy chương dày 5mm, mỗi mặt có in nổi hình sao la, linh vật của đại hội. Mặt còn lại in nổi logo bàn tay chữ V, biểu tượng của SEA Games 31. Đặc biệt là những tấm huy chương vàng sẽ được mạ vàng 24K. Để giữ được độ bền của sản phẩm thì mỗi huy chương sẽ được mạ lót ở trong với 3 lớp và phủ thêm một lớp bên ngoài. Dây huy chương không làm bằng lụa hay là satin như các loại huy chương khác mà được làm bằng vải dệt, tạo độ chắc chắn.